đây là nó bài thuộc quỷ đấy, mình tự dưng là mình nghĩ ra thế này, tức là ăn trầu không quá giờ thân, ngủ đêm thức dậy giờ dần chớ quên. Uống rượu quá tì thì nên, thức đêm đến hời thì lên giường nằm, sóc vòng hà hội một dòng, thắp hương thờ cúng gia thần gia tiên, đọc sách học đạo thánh hiền, an nhàn thân thiện thiên nhiên quê nhà. Mấy lời răn bảo lòng ta, nhớ thực hiện tốt kẻo mà ăn năn.